Xin mời kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 24 tháng Giêng năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì ứng cứu bạo lực gia đình rất là nguy hiểm với cảnh sát. Hai nhân viên cảnh sát, một người bị bắn chết, còn một người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi đến một căn chung cư ở Harlem, New York để ứng phó vụ bạo lực gia đình vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng. Các chuyên gia cho rằng những tình huống như vậy là rất nguy hiểm đối với cảnh sát, theo CNN. Theo dữ liệu từ FBI, trong khoảng từ năm 2011 đến năm 2020, có 503 cảnh sát đã bị giết, trong đó có 43 cảnh sát bị giết khi ứng phó với những cuộc gọi cảnh cáo là à, bạo lực gia đình chiếm 8.5%. Năm 2021, ghi nhận số lượng nhân viên công lực bị kết À, bị chết khi đang làm nhiệm vụ cao nhất kể từ năm 1995 không bao gồm vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 với 73 cảnh sát viên thiệt mạng trong sự việc vào hôm thứ Sáu, Sở Cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 6 giờ 15 phút tối từ một phụ nữ ở Hà Lâm cho biết mình đang tranh chấp với con trai. Sau đó nhân viên cảnh sát New York đến căn chung cư gặp người mẹ và một người con khác. Tiếp theo là ba cảnh sát được chỉ đến một căn phòng nơi đứa con trai tên là Lasso Magnao cùng là nghi can đang chờ sẵn. Cánh cửa vừa mở là có nhiều phát súng nổ khiến một cảnh sát viên thiệt mạng và một người nguy kịch. Cảnh sát viên thứ ba bắn vào tay và đầu của nghi can khi y có ý định bỏ trốn. Hiện nghi can này cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Johnson, thì giáo sư tại khoa tư pháp hình sự của đại học là John Jay College of Justice là có một số những yếu tố khiến việc ứng phó các vụ bạo lực gia đình trở thành mối nguy hiểm lớn lao đối với cảnh sát liên quan đến phần tin khác thì bị bắt vì không đeo khẩu trang chổng mông vào tiếp viên của delta airlines một người ireland trên chuyến bay từ dublin đến new york của phi cơ hãng delta đã từ chối đeo khẩu trang và ném lon vào một hành khách khác và rồi tụt quần chống mông vào một tiếp viên hàng không. Theo AP, trích hồ sơ truy tố liên bang vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng. Theo biên bản, ông Sean McIrney, 29 tuổi, cư dân ở Galway, đã tạo ra nhiều sự hỗn loạn trên chuyến bay ngày 7 tháng Giêng của Delta Airlines tới phi trường quốc tế John F. Kennedy. Trong số chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng, bị cáo liên tục từ chối đeo khẩu trang dù đã được phi hành đoàn yêu cầu hàng chục lần. Hồ sơ truy tố cho hay, Mark Ingeni đã bị buộc tội cản trở phi hành đoàn, một tội danh trầm trọng, có mức án tối đa là 20 năm tù, bị cáo ra trước tòa vào tuần trước và được cho tại ngoại. Ông Benjamin Jester là luật sư của bị cáo, từ chối đưa ra bình luận trong một tuyên bố hãng delta cho biết là hãng không khoan nhượng đối với hành vi ngang ngược nào ở phi trường và trên máy bay vì không có gì quan trọng hơn là sự an toàn của nhân viên và hành khách Mark Enney đã đi từ chỗ ngồi đến chỗ một tiếp viên để phàn nàn về thức ăn và trên đường quay về ghế, bị cáo kéo quần xuống chống mông vào tiếp viên và những hành khách gần đó. Thời điểm đó thì phi công đã cố gắng nói chuyện với Mark Enney nhưng anh ta lại chụp nón của mình lên đầu của phi công. Bị cáo cũng ra lệnh phi công không được chạm vào người mình và để nắm đấm sát mặt phi công. Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường John F Kennedy, bị cáo tiếp tục từ chối ngồi vào ghế mà đứng lại giữa lối đi, giới chức với chức trách đã bắt giữ mặt Agony khi máy bay hạ cánh. Liên quan đến phần tin khác, thì các thú vị FDA cấp phép sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ngoại trú. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng mở rộng việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir cho một số bệnh nhân COVID-19 ngoại trú, bao gồm cả người lớn và trẻ em, từ mức độ nhẹ đến trung bình. Theo nguồn tin này, cơ quan FDA cho phép sử dụng thuốc Remdesivir cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên, nặng ít nhất là 88 pounds, dù không phải nhập viện nhưng có nguy cơ cao sẽ xuất hiện các triệu chứng trầm trọng dẫn đến nhập viện hoặc là tử vong. Các thưa quý vị liên quan đến phần tin khác, thì các thưa quý vị thuốc trị viêm khớp có thể làm giảm hiệu quả xin covid 19. Theo tin từ tổ chức trợ giúp bệnh nhân viêm khớp ở Hoa Kỳ mới đây cảnh báo một số loại thuốc viêm khớp có thể làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên về việc chích mũi tăng cường. Theo bản tin khoảng thông tấn UPI vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng, dù nghiên cứu vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi, nhưng một số bằng chứng cho thấy là thuốc điều trị viêm khớp có thể làm giảm hiệu quả của vaccine do Pfizer và Moderna chế tạo. Nghiên cứu được thực hiện trên 133 người, được chích ngừa đầy đủ và có sử dụng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Theo kết quả có được, mức độ kháng thể và khả năng vô hiệu hóa của virus của họ thấp hơn 3 lần so với người không dùng những loại thuốc này. Hiện tổ chức chưa tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc ức chế miễn dịch đối với vaccine của Johnson Johnson. À, bác sĩ Krab cũng cho hay là hiện nay vẫn chưa có mức độ bảo vệ liều tăng cường thứ ba và thứ tư đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như người bị ung thư, cấp ghép nội tạng hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch. Vì vậy, ngay cả khi đã hoàn thành liều tăng cường, họ vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Ngoài ra, thì Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh CDC cũng khuyên bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nên chích mũi thứ ba vaccine của mRNA ít nhất là 4 tuần sau mũi thứ hai. Nếu có thể, loại vaccine ở các lần chích cũng cần giống nhau. Nói cách khác, những người đã chích hai liều vaccine Pfizer, BioNTech nên tiếp tục chích Pfizer và những ai ban đầu được chủng ngừa Moderna nên được chích mũi tăng cường Moderna. Liên quan đến phần tin tại Việt Nam, thì một ông cãi nhau với vợ, ông đã cắt cổ hai con rồi tự tử. Một ông ở tỉnh Thái Bình đã cắt cổ hai con rồi tự tử sau khi cãi nhau với vợ. Cả ba được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, theo báo dân Việt vào hôm thứ Bảy ngày 22 tháng Giêng. Một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1987, cư dân thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã bị bắt khẩn cấp vì dùng dao cứa cổ con trai. Sau đó, ông ta tự cứa cổ của mình để tự tử. Và theo nguồn tin vừa kể, sau khi cãi nhau với vợ tại quán bánh mì, ông Mạnh đã cầm con dao cướp cổ hai con ruột là 5 tuổi và 4 tuổi. thảm kịch gia đình dẫn đến các vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra rất nhiều tại Việt Nam trong thời gian vừa qua là vợ chồng bất hòa gây ra án mạng hoặc là đốt nhà, tự tử, vợ giết chồng hay chồng giết vợ, thiệt mạng luôn cả con cái. Những ngày gần đây, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ trước các tin tức về một bé gái 3 tuổi bị nhân tình của bà mẹ cấm đến 9 cây đinh dài vào đầu vào ngày 18 tháng Giêng tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, hiện chưa biết sống chết ra sao. Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, đã bị bắt giữ để điều tra trong khi bà mẹ tên là NTL, sinh năm 1995, cũng khó tránh liên lụy. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2021, thì bà dì ghẻ tên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng cây gỗ to đánh đập suốt 4 tiếng đồng hồ khắp thân thể con gái riêng 8 tuổi của chồng làm cháu thiệt mạng ở Sài Gòn. Dựa trên camera an ninh, bà này đã bị bắt giam để điều tra về tội bạo hành trẻ em. Hình ảnh camera cũng cho thấy ông bố của cháu bé cũng đánh con mình. Tội bạo hành trẻ em theo luật ở tại Cộng sản Việt Nam, bản án chỉ có thể là 3 năm tù, nhưng nếu bị truy tố theo điều khoản về hành vi giết người, bản án sẽ nặng hơn rất nhiều và án mạng xảy ra rất nhiều tại Việt Nam. Không mấy ngày là không thấy những tin tức loại này trên báo trong nước, không thấy con số thống kê mới nhất. Nhưng 4 năm trước, người ta thấy Bộ Công an đưa ra một vài báo cáo nói rằng các vụ án giết người có xu hướng tăng cao ở tại Việt Nam. Và liên quan đến phần tin khác cũng ở tại Việt Nam, thì cái đối vị hải đội dân quân tự vệ thường trực của Cộng sản Việt Nam được trang bị vũ khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tuyên bố bác bỏ những tin mà hình ảnh truyền thông của chế độ xác nhận là việc dân quân tự vệ biển có võ trang các tờ tiền phong tuổi trẻ và người lao động là ba trong số nhiều tờ báo tại Việt Nam vào hôm 20 tháng Giêng, tường thuật lời của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bác bỏ những cáo buộc trên tờ Trung Quốc Nhật báo, ấn bản Anh ngữ, phát hành khắp thế giới là dân quân tự vệ biển Cộng sản Việt Nam được trang bị vỏ khí. Báo Trung Quốc China Daily gần đây cũng có bài viết cho rằng Việt Nam xây dựng lực lượng trên quân tự vệ trên biển có vũ trang để thể hiện quan ngại điều này có thể dẫn đến sự xung đột. Tờ Tuổi Trẻ cũng viết là trả lời về phản ứng của Việt Nam trước thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 20 tháng Giêng, nhiều người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam có một bà tên là Lê Thị Thu Hằng cho biết những thông tin mà China Daily đưa ra là không đúng sự thật, vì vậy mà Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Nhưng cùng ngày nói trên, tờ Tuổi Trẻ có bản tin thượng cờ tổ quốc trên tàu hải đội trên quân tự vệ thường trực. Bản tường thuật tại buổi lễ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại vùng tại Vũng Tàu, tỉnh ủy của Bà Rịa Vũng Tàu của các ngành chức năng đã long trọng tổ chức những lễ thượng cờ tổ quốc trên năm tàu của hải đội trên quân tự vệ thường trực. Tờ Tuổi Trẻ thuộc lời của ông Nguyễn Văn Thọ là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, nhân dân tự vệ biển phải bảo quản sử dụng tốt có hiệu quả trang thiết bị vũ khí của tài sản vì đó là tài sản của quốc gia và nhân dân. Hình ảnh trên tờ Tuổi Trẻ cho thấy một số chiến sĩ trên quân tự vệ biển đã ôm súng AK trong buổi lễ trong khi bà Lê Thị Thu Hằng đã phủ nhận lực lượng được trang bị bởi võ khí. Không những được trang bị võ khí, tờ Tuổi Trẻ cho hay là sắp tới đây, hải đội trên quân tự vệ thường trực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nhận 4 con tàu vào biên chế với mỗi con tàu có công suất là 4.000 mã lực. Hai đội này hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.